trên tờ bao vì sao xa đã về thành hàng màu có theo dòng chữ thời yêu ơi tình anh bây giờ đang khô héo chờ cơn gió bước đến góc hàng mối tình chờ cơn mưa vô tư đang cùng bay kéo đèn trời thành hàng màu bóng em quay về chung xưa. Đây là cây xô BG58 chạy trên bộ thu BLX288. Cái này là micro cung cấp cho cao kê gia đình. Bạn nào muốn cần một micro hãng tiêu chuẩn quốc tế để mang đến cái chất âm cho dàn cao kê của mình thì mình hy vọng rằng sản phẩm này sẽ mang đến cho các bạn cái tiêu chuẩn. Rồi. Mình như là hồi nãy trong clip thì mình quay phối hợp với là âm ly Gia Hoa Xuân Dòng, thì một trong những âm ly mà cũng rất là phổ biến tại thị trường Việt Nam, có cái chất lượng eco cao kê truyền thống này, cũng là một gợi ý. Rồi, nhớ đăng ký kênh của mình để nhận được nhiều clip mới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối sóng của BLX88. Rồi. Ở đây là chế độ A1. Ở đây là chế độ CR7. Thì bên này nó sẽ tương ứng cây A và cây B. Thì ở đây mình mở cái nắp pin ra, mình bấm trên này là rúp nè. Mình tìm đến CR7. Đến R7 chứ. Rồi đây. Rồi thì cái đèn red đi nó sẽ sáng lên là nhận được sóng. Trường hợp mà mình bấm mấy cái nút này mà nó bị sai tần số đó thì nó sẽ không có hiện cái đèn red đi này lên, nó sẽ tắt đi là không nối sóng được. Các bạn coi nè. Rồi B2 thì nó sẽ không hiện cái đèn red đi này lên. Thì mình muốn làm về B2 thì mình phải chọn cái này. Chọn cái group về B. I A B B2 thì bấm nút dưới là số 2 nè. Đó. Rồi thì đèn red đi ở đây nó sẽ tự động nó sáng lên. Lâu 1 2 4 5 6 liền.